Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay ba mẹ cho Goni với Cassian đi Kids Center. Này là Viện Hải Dương học ở Greeno, cách nhà khoảng 45 phút chạy xe. Come here, Cassian. Hey, come here, biscuit, come on, keep a billet. Thì tại vì năm nay hả, chính phủ muốn giữ người dân ở lại trong nước đi du lịch, nên là hầu hết là các trung tâm giải trí rồi những cái nơi mà tham quan nó vé đều giảm giá hết 50% hết. Thì bình thường nhà mình mua là cũng hết khoảng 600 đồng, cũng khoảng hơn 2 triệu, nhưng mà hôm nay mình chỉ mua khoảng hết 300 đồng thôi. Mình mua trên internet hết khoảng 300 đồng. Đây là mình mua vé trên internet rồi, nhưng mà bây giờ mình vẫn phải vào mình nói chuyện với nó. Đó là gì con? Này lần trước con với thằng Fire Lake đi đó. Ven luôn hả? Con có thích ven không? Vô trong đây có cá nhiều lắm nè. Vô trong này nè, cá quá trời luôn bây giờ. Bây giờ cửa vào, mình đứng đây bắt đầu mình mua vé. Hay. Đây là khu quầy vé. Hay Cassian. Dancer mẹ coi. Cassian dancer mẹ coi. Hả? Con này con gì? À con Sam hả? Con sao? Con Sam nó xấu rồi hả? Con Sam nó ngủ rồi hả? Cassian nói con Sam nó ngủ rồi. Gì? Thu chén kìa con. Thu chén kìa. Đây nè, đây nè, hay chén hả? Wow, con cơ gì? Răng thiệt hay. Em đi gách gì? Ok. See fit nè, quá chị fit nè, khác xem. Yeah, quá chị fit luôn. Yeah. Yes, 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 cá, con cá bự. Đây là cái bể cá, con cá bự thịt bự ở dưới này. Wow, cá bự kìa. Cái này là Viện Hải Dương học nha. Đâu con cá đâu đây? Cá gì ăn si? Đây nè, cá gì ăn si ạ? Con cá bự này con. Ê, si, cá si ăn kìa, nó bơi quá trời trong kia kìa con. Si. Si, đây nè, con này nè, anh hai là con cá này nè. Wow, quá trời hai luôn nè, hay ở đây nữa nè. Nó xấu hả, phải không con? Đâu, con cá nào nó ngủ đâu, nói mẹ nghe coi. À, nó ngủ rồi hả? Đâu, à, đây nó đang ngủ hả? Thôi đi con, từ từ đợi tí. Wow. Con nào là con cá bà pha? Này Lý là Hải, này Lý là cá tiền à. Cá tiền sợ không? À, cá tiền không sợ hả? Cái này không sợ. Nha, yeah. Oh, con cá này tới nó chào cá tiền nè. Bà thì chị ăn thôi. Cá, người ta đang coi cá, đi coi cá chân tu. Trời ơi, hàm lắm. Tìm một mét không heo. Chú, tìm một mét một cái. Chú xin nữa tới giờ nó cho cá ăn lắm, heo. Đến đây, đứng đây, mẹ giữ con. Cá gì ăn, con muốn đứng đây không? Này, múa, thế là tiền lớp rồi. Mẹ, thế là tiền lớp rồi. Múa. Cá thì ăn mẹ cho đứng lên nhá. Này, con sợ hả? Sợ gì? Con cá này là cá thật hay cá giả vậy con đi? Đây, cái này là cái thú vị nhất, nhưng mà hôm nay nó đóng cửa này nha mọi người. Tại mà khi mà vào trong này á, thì bỏ 10 đồng vào và có một thang máy, nó giống như mình đang ở sống ở dưới đáy biển vậy đó, rất là vui.
Nhưng hôm nay tại vì Covid-19 thành ra nó đóng cửa rồi. Ở đây thì nó cũng có bioga phần này, là dạp chiếu phim này. Đây dạp chiếu phim ở đây thì mình có thể là khi mà vào trong này rồi thì mình có thể tự vào mình coi. Còn khu này là cái nhỏ. Cái này viện hải ngoại học. À, nó phiêu lưu vậy hả, Cát Tiên? Nó phiêu lưu sao, Cát Tiên? À, nó phiêu xuân em vậy luôn hả? À, đó là em đang miêu tả là cá nó bơi như vậy đó. Này, này con cá nhỏ, con cá gì nè con? Nó tên là gì anh nhỏ? À, anh bắt ba nhắm lên cho coi kìa. Đâu, ba đâu, mẹ đâu? À, là mẹ là con trắng trắng và bự bự đây hả? Còn ba là con đen đen đây hả? À, đó, ba mẹ xấu hả? Phải ba mẹ xấu không? Dạ, dậy vô giữa nằm nè. Cái này con này con gì anh? Hi, Elumine, Ealing, Clone, Ealing, Clonefish. Ah, yeah. Clonefish là cái cây, đó là cây ocean hồ mềm. Thế rồi, thì như con đánh biển. Không, con đánh biển anh ơi, đánh biển. Thế đánh biển. Đó, con đánh biển, con này con về nha. Lươn biển hả? Bây giờ là đang đi vô cái hầm này nha. Cái này là bằng thang từ chảy nè. Trên lầu là nước nè. Hai cá chiên. Hai cá chiên, em đu bắng. Say hi cá chiên, say. Ba phá phá. I'm a fish here. Hi now. Wow. Cái gì anh cứ nói đi. Em đi trước anh, cho mẹ đi trước đi. Chị đang hai cái sao ở đây hả? Cát Tiên mày lắm hay Cát Tiên. Hai. Đây là cái thang máy mình chỉ việc đứng thôi, đi nó chuyển từ chuyển qua cái khu khác. Tại hôm nay cũng rất là hên, vé chỉ có 50% thôi, giảm giá tới 50%. Con này nhìn nè, con này là ai xin xe con này. Ba thằng này. Này, đây nè con. Cá nè, cá bự nè. Hai anh em thấy con cá không? Thấy con cá trước mặt hai anh em không? Mấy cái chỗ chơi năm nay chỗ nào cũng đông hết, là tại vì người dân người ta ít đi du lịch, cái chính phủ người ta khuyến khích là không có nên ra nước ngoài, thành ra người ta nó giảm giá 50%, 45-50% các khu vui chơi, thành ra dân nó đi rất là nhiều. May là mình cũng hơn là đã đặt trên đặt online rồi, chứ nếu không đặt online không có vô, không có chỗ vui chơi gì cả. À, đây là khu lươn biển á. À, khu lươn, con lươn hay. Ồ, ghê quá, nhìn thấy ghê quá. Anh gớm quá. Thôi.
này mà luôn. Đi xếp sắm. Nè. Cái nó có lý spí sao? Không, thì nó là mê cái lăng. Yeah, thì đẹp không? Các xe ăn hào hứng quá hả? Năm nay đi các xe ăn hào hứng quá hả? Năm nay các xe ăn biết hết rồi. Sådan der, ja. Kan I andre se, om de spiser noget? Nej, vi har ikke set. Jo, så nå kan vi lille smule. Nå là, der có một số con cá đến ăn rồi. Anh chàng cho cá ăn, anh nói là anh đang đưa. Đó, đang hướng dẫn cho mấy cô bé là ném thức ăn. Ja, der er nogle gange, de har fået lidt for store stykker, kan vi se. Dem skal jeg ud og fiske op bagefter. Ja, der er gået med tåben gerne lidt ind, nhưng mà không có nhiều. Ja, de er gået i gang med at spise. Nu må vi lige holde øje. Ja, bây giờ phải theo dõi. Anh ta nói là phải theo dõi, bây giờ nó bắt đầu là nó lên nó ăn rồi. Cá xe ăn thì không thích người ta cho cá ăn. Cá xe ăn thì thích đi xi vòng vòng nữa. Sao vậy con? Có gì đó con cá hả? Con nhìn thấy con cá phải không? Cá này nhỏ nè, lâu nhỏ nè, nhỏ xíu à, nó dài nhất là nó đây á, đủ nhất rồi đó. Cá này hả? Nè, cá này mà ăn gì? Con đuối nhỏ nè. Đây là cá chích nè. Đấy, nhậu. Cái này con cá ngừ ạ. Không thấy đâu. À đây. Đây, chú cá ngừ ở đây. Cá xin nó dã man quá hả? Đây là nguyên cái bản đồ của khu biển này mọi người. Hồ sơ mà nó cá. Bây giờ là ra bên ngoài nhau các bạn. Thì hiện tại là mình ra ngoài này, mình có thể nhìn thấy mấy con hải cẩu. Hôm nay chạy tàu được nè. Đúng rồi, hôm nay chạy tàu được nè. Khu này là khu Cassian với Goni thích nhất nè. Đâu rồi, Goni với Cassian đâu? À đây, hai anh em đây. Hai đứa làm gì vậy? Con đi kiếm cho em một cái con. Đây nè, đây. À kìa, con đi, đằng kia có kìa con, lấy cho em một cái đi. Đây là con đi đang trèo vô mấy con sò này. Cái này con mà vô cơ. Mình chú vô, chú vô con. Hai Goni. Goni đang leo lên đây. Đây nè, hai cậu đây nè con. Oh, đó nó đang bơi nè. Nó lên rồi nè, đúng rồi, hai cậu nó đang lên đó. Hey, come here, come here, come here. Come so here, hai cậu. Come here, come here. Ôi, đừng lặn chứ. Wow. Đây là hai anh em đang chơi ở ngoài sân này. Và khách cũng bắt đầu bớt rồi, bớt đông rồi bắt đầu chơi được. Hình như chuẩn bị anh quay mấy giờ để chuẩn bị nó cho cá ăn đấy. Quay xem mấy giờ. À, thì tại vì con chặn đây coi xem ở trong cái bảng á, coi xem mấy giờ cho cá ăn anh. Này con Goni Cassian đang chạy tàu. Cái này là cái khu phòng ấy tính
Đây, giống như khu mà chèo thuyền 3D đó, người lớn với con nít đều chơi được. Màn hình con đi chơi gì vậy? À, cái này là để đọc sách nè, tìm hiểu mấy con vật nè. Các đi ăn chơi gì vậy con? Các đi ăn cũng biết chơi hả? Đây là cái chỗ có thể mà chụp hình. Đây cũng được nhảy nè, nhảy là tính điểm giống như cái màn hình 3D á. Cô Ni đang nhảy. Chị em vô nhảy với con. Cái gì nhảy kỳ vậy? Cá thì ăn hốt à. Nhảy. À, cá thì ăn cu. Đu cu, cá thần. Yeah, đu cu, cá thần. Cá thì ăn nhảy. Tại vì màn hình này nhảy làm sao mà cho con hải nó phải cắn, con cá nó phải cắn. Đây, cái màn hình này nè, là có con cá nè. Đó, rồi hai cho con nhảy. Đây. Bắt cá đi con, thắng cá. Đây là Cassian đang lại mấy cá nha. Trèo lên con cá đi. Đây là cái bộ môn trèo thuyền trên cảng của Goni. Cá Thi An đang bơi hả? Đang bơi tàu hả? Đang bơi xuồng phải không Cá Thi An? Cá Thi An bơi cũng giỏi phết đó chứ. Minh không, mặc dù là Minh không tới với tới mà nhưng mà Minh lại rất là ham. Đó. Cái này là bấm nó ra gì vậy? À, cái này dạng xếp hình hả? Còn này là gì con đi? Khi mà nhấn một cái nút ra thì nó ra quả cầu. Là cái này là gì con đi? Này phấm hả luôn. Con chơi đi mày. Rồi hai anh em mua hai cây kem. Cassian một cây kem và Goni một cây kem thì giá của nó ở trong này là giá cây kem là hai cây là 50 đồng. Khoảng gần 200 ngàn tiền Việt Nam, 50 đồng khoảng 160 đồng tiền Việt Nam. Và mình cũng có thể ngồi ngoài này. Để mình vừa ngắm biển, vừa ngắm xung quanh mình ăn. Đó thì trên này là có những cái bàn. Có cây dài nữa, người ta câu cá dẹp không? Cái bờ này thì giống như xã vừa nói, người ta câu cá dẹp nhiều lắm, cá dẹp rất là nhiều. Đây là khu trên này, bình thường là nó cho ăn cá ở chỗ này nè. Nó cho ăn, không phải, bình thường là nó cho ăn đồ ăn ở đây. Nhưng mà hôm nay thì nó không cho ăn, hôm nay nó không có chương trình cho ăn. Thử đi một vòng đây coi xem sao nha mọi người. Mình vô đây là 4 tiếng rồi. Mà Goni với Cassian thì không muốn về. Nhất là Cassian không muốn về. Coi phim là kết thúc một ngày ở Viện Hải Dương Học. Goni giờ đói rồi. Miễn phí Goni đang ăn khoai tây chiên. Goni ở Cassian đang ăn khoai tây chiên. Ba mẹ thì ngồi trên này, ngồi dưới này, view rất là đẹp các bạn. Nhìn từ biển ra rất là đẹp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.